VinFast Lux SA2.0 vừa có màn ra mắt ấn tượng tại triển lãm Paris Motor Show danh giá. VinFast Lux SA2.0 là mẫu SUV có thiết kế chung platform của mẫu BMW X5 F15 thế hệ trước từ năm 2001 đến năm 2017. Vậy nên nếu nhìn phần hông xe, nét BMW thể hiện rất rõ. Tuy nhiên VinFast đã thay đổi nhiều ở phần đầu xe và đuôi xe để tạo thêm dấu ấn riêng cho mẫu xe này. Thiết kế tổng thể của xe SUV chịu ảnh hưởng lớn từ dáng của BMW X5. Tuy nhiên phần đầu xe và đôi xe được cập nhật những xu hướng thiết kế mới nhất của ngành ô tô thế giới. Cụ thể đầu xe được thiết kế theo kiểu đèn định vị LED ban ngày đặt cao, hệ thống đèn pha cốt LED được chuyển xuống phía dưới có chế độ bật tự động, dưới cùng là đèn sương mù LED. Mặt ca lăng được lấy cảm hứng từ những cánh đồng ruộng bậc thang, camera trước nằm dưới logo chữ V, trang bị camera 360 xuất hiện trên xe Vinfast Lux A2.0 bản cao cấp, logo chữ V và thanh chrome kết hợp giải LED ban ngày cách điệu chữ F đại diện cho thương hiệu Vinfast. Đèn hậu LED trên xe VinFast được thiết kế liền mạch giống như Porsche, Aston Martin hay Bugatti. Như vậy là toàn bộ hệ thống đèn của VinFast SUV SA 2.0 đều là full LED. Phần đuôi xe có cụm ống xả kép, hai khe khích tán gió khí động học ở cản sau thường xuất hiện trên các mẫu xe hiệu suất cao như BMW, Mercedes hay Audi. Phần hông nổi bật với bộ mông phai xước kích thước lớn của logo VinFast nằm chính giữa. Quanh xe đều có các thanh nẹp mạ chrome tương tự body kit trên các mẫu xe thể thao được trang bị cảm biến trước và sau kết hợp cả hệ thống camera 360. Bên trong khoang nội thất của VinFast Lux SA 2.0 được thiết kế rất đẹp. Có thể thấy toàn bộ phong cách thiết kế tương đồng với BMW X5 Series đời trước mã hiệu F15. Toàn bộ táp lô thiết kế đẹp, nhựa mềm dạng cao cấp và đèn ambient light cùng với những mảng ốp gỗ hoặc nhựa vân carbon. Điểm nhấn là màn hình trung tâm 10,2 inch. Bạn có thể tùy chỉnh màn hình nền, các phong cảnh Việt Nam như Hạ Long, Huế, các vùng núi Tây Bắc hay những vùng biển rất đẹp mắt. Có trang bị kết nối Apple CarPlay và Android Auto kết nối Bluetooth AUX MP3. Vô lăng xe được lấy theo form của BMW X5 Series F15. Vô lăng này trợ lực thủy lực của BMW X5 F15 của thế hệ trước, thế hệ mới BMW X5 sử dụng tay lái trợ lực điện. Bản đồng hồ thông tin có thiết kế khá tinh tế và màn hình nền cũng có thể thay đổi được. Ghế lái và ghế hành khách được chỉnh điện 6 hướng nhớ hai vị trí. Cả hai ghế này có tấm đỡ chân tương tự như trên BMW. Da trên xe là loại da thật Nappa cho phiên bản cao cấp, còn tùy chọn cho bản thấp hơn là da thật bình thường. Không gian hàng ghế sau cũng không khác gì các mẫu X5 bởi trục cơ sở là giống nhau. Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập có chức năng Clean Zone. Hệ thống loa trên phiên bản cao cấp là loa Harman Kardon. Cốp sau của SUV này có cơ cấu mở điện, chứ được trang bị đá để mở cốp. Động cơ của LAC SA 2.0 là loại động cơ tăng áp N20, từng dùng trên mẫu BMW X5, F15. Động cơ này có dung tích 2.0, tăng áp, công suất 130 kW và mô men xoắn cực đại 300 Nm. Lắc SA 2.0 có hai tùy chọn hệ dẫn động là một cầu sau chủ động hoặc bốn bánh toàn thời gian. Động cơ N20 bắt đầu được BMW sử dụng từ năm 2011 và ngay sau đó đứng thứ hai trong top 20 động cơ tốt nhất của tạp chí World Auto. Ưu điểm của động cơ N20 này là tuy chỉ có 4 xi lanh nhưng nhờ hệ thống tăng áp, công suất đầu ra tương đương với động cơ 6 xi lanh và có mô mem xoắn cực đại đạt được ngay ở vòng tua thấp, nhờ đó cắt giảm được lượng tiêu hao nhiên liệu. Xét sử dụng hộp số 8 cấp ZF tối tân nhất hiện nay đây cũng là hộp số hiện đang được lắp trên các thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới như Rolls-Royce, BMW hay Jaguar. Tuy nhiên, ECU điều khiển xe sử dụng của bên thứ ba là Bridian. Lắc SA 2.0 được trang bị phanh tay điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, các trang bị an toàn cơ bản bao gồm hệ thống phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESP, TRC và 6 túi khí. Theo chúng tôi dự đoán, giá bán của mẫu SUV này sẽ dưới 1 tỷ, rơi vào khoảng từ 800 đến 950 triệu đồng sẽ nằm cùng mức giá với các sản phẩm như Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Mazda CX-5 và Honda CR-V bản thấp. Còn các bạn hãy đưa ra các dự đoán giá cụ thể bằng cách comment ngay phía dưới video này. Hãy like và subscribe kênh để liên tục theo dõi các thông tin thú vị về thị trường ô tô tại Việt Nam.